Những tác dụng của đá lạnh mà bạn không ngờ tới Khi nhắc đến những viên đá lạnh, nhiều người thường nghĩ đến vai trò giải khát và làm mát trong những ngày nắng nóng. Thế nhưng, bên cạnh đó chúng còn có những công dụng hữu ích khác như giảm đau, làm đẹp da, cùng tham khảo mẹo hai bên dưới nhé. Số 1. Giúp rau luộc xanh giòn hơn Để rau luộc giữ được màu xanh đẹp mắt khi chín vớt rau ra và thả ngay vào một bát nước đá lạnh nhiệt độ thấp sẽ làm rau nhanh nguội và giữ lại màu xanh đẹp mắt. Rau như vậy cũng sẽ giòn hơn. Có thể áp dụng cách này với các loại củ, đổ, măng tây. Với các món thịt như thịt gà, thịt vịt luộc, ngâm vào nước đá lạnh sau khi chín giúp miếng thịt chắc hơn và không bị thâm đen. Số 2. Giúp rau giòn ngọt hơn khi làm xà lách. Trước khi trộn xà lách, có thể cho một vài viên đá lạnh vào nước sốt rồi mới rưới lên rau. Việc này sẽ giúp rau tươi, giòn và ngọt khi ăn hơn so với cách làm thông thường. Số 3. Giúp mứt đắng giòn hơn. Bỏ vài viên đá lạnh bên dưới đĩa và xếp mứt đắng khổ qua thái mỏng lên trên sẽ khiến vị đắng giảm đi, miếng mứt cũng giòn hơn. Khi ăn mứt đắng sống với rút sẽ thấy bùi hơn, ngọt hơn. Số 4. Hút ván mỡ. Đặt đá lạnh vào bên trong chiếc muôi lớn. Sau đó, lướt nhẹ nhàng đáy muôi trên bề mặt nồi canh. Ván mỡ gặp nhiệt độ thập sẽ bám vào chiếc muôi. Kết quả là nồi canh của bạn trong veo, không còn chút mỡ nào. Số 5, giúp cơm dẻo hơn. Khi hâm lại cơm nguội, nên thêm một viên đá lạnh lên trên. Đậy nắp vung nồi và nhấn nút nấu như bình thường và chờ cho đến khi nồi chuyển sang chế độ giữ ấm là được. Trong quá trình hâm nóng cơm, nước đá lạnh sẽ tan chảy và làm hạt cơm trở nên mềm dẻo, không bị khô cứng. Hơi nước cũng hạn chế tình trạng cơm bị khét dưới đáy nồi. Số 6, tưới cây. Các chậu cây nhỏ dùng để trang trí và làm sạch không khí trong nhà. Nếu chậu cây ở xa tầm với hoặc khi tưới sợ làm tràn nước ra ngoài, có thể đặt vài viên đá nhỏ lên bề mặt đất trồng. Đá sẽ dần tan ra và thẩm thấu vào đất, cung cấp nước cho cây. Số 7, giảm vết bầm tím. Khi vừa bị va đập và xuất hiện vết bầm tím bạn đừng chườm nóng hay xoa dầu. Lúc này nên lấy đá lạnh đặt vào vết thương để giảm bầm, sưng khi trường nên bọc đá bằng vài mềm, tránh đặt trực tiếp lên da. Số 8. Tẩy tế bào chết Nếu sản phẩm tẩy tế bào chết của bạn đã hết, nhưng bạn biến ra ngoài mua thì chỉ cần dùng sữa tươi cho vào khai đá và đông lạnh, sau đó mát xa nhẹ nhàng lên mặt. Sữa tươi sẽ giúp loại bỏ tế bào chết trong khi đá lạnh sẽ giúp da bạn trở nên hồng hào, mịn màng hơn. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về công dụng của đá lạnh và ứng dụng hiệu quả nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ